chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Toàn lại tiếp tục về team Innova để phục vụ cho các anh chị nha. Thì nếu như mà các anh chị và các bạn nào bữa giờ có theo dõi bên kênh của Toàn thì sẽ biết ha, hôm trước thì có về một chiếc Innova các anh chị. Ở đời 2019 số sàn xe đó mới về. Toàn đăng lên thì tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi thì đã nhận cọc xe đó trong ngày luôn rồi. Nên nếu như mà các anh chị nào mình mua hộp xe trước thì nhanh tay alo cho Toàn để chuyển khoản đặt cọc ngay em này, vì dự kiến em này cũng sẽ bán rất là nhanh các anh chị nha. Toyota Innova phiên bản 2.0e số sàn đời 2018 các anh chị, đi khoảng 63.000 km rồi. Bên Tiền đang bán em này với giá là 546 triệu các anh chị ha. Thì bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đồng ánh kim các anh chị ha, mang biển số 61 là Bình Dương. Bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Nước sơn quanh xe thì liên lạc đồng màu từ trước ra sau, không một vết trầy xước các anh chị. Xe này Tiền thấy anh chủ đi xe giữ xe khá là kỹ nha, những cái vết xước dăm dăm hầu như là Tiền không có thấy nhiều luôn á các anh chị. Xe mới về chưa vệ sinh gì hết là Tiền quay lên cho mọi người xem luôn á. Rồi, xe biển số 61A51324 các anh chị ha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền nè. Nắp capo là không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Đây, những cái mối đối cản thì thấy cũng rất là khít ha. Ở đây thì anh chủ có ốp cho mình những cái viền đèn như thế này ha, rất là kỹ á. Rồi, phần cản trước cũng không có bị trầy xước gì hết các anh chị ha. Innova thì quá quen thuộc với mọi người rồi, chắc cũng không cần phải giới thiệu nhiều về em nó ha. Rồi lớp nè, độ gai gió Tiền thấy cũng còn tương đối sâu, các anh chị cũng có sự hao mòn rồi nha. Mâm nè, mâm từ 2018 tới nay không một vết trầy xước luôn các anh chị. Như thế này là phải nói anh chủ giữ xe khá là kỹ nha. Vỏ zin theo xe từng thứ 20 của 2018 các anh chị nè. Đấy, đăng kiểm và đường bộ thì anh chủ đóng full cho mình là tới 2024 các anh chị nha. Có dán phim về che mưa. Ở đây thì anh chủ có trang bị cho mình dán cửa luôn các anh chị ha. Nhìn sơ giúp Tiền một vòng keo chỉ cửa nè. Đây, keo chỉ cửa là nguyên zin các anh chị ha. Bên Tuyền thì nó không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao tét hãng nha. Ốc chân cửa phía trước nguyên zin, anh chủ có trang bị cho mình đẹp bước chân ra vào nữa nè các anh chị. Đấy, ốc chân cửa phía sau các anh chị ha. Đấy, và khi bán xe ra thì bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị nha. Rồi, bên hông này không có một vết trầy xước hay là móp méo gì luôn các anh chị. Mica đèn còn rất là đẹp, anh chủ cũng ốp cho mình viền đèn như thế này ha. Đây, bản 2.0e các anh chị ha. Ở phía sau thì thấy có một cái cam lùi và có cảm biến lùi đầy đủ cho mình sử dụng rồi nha. Tới đèn đèn dưới này nè các anh chị, mà anh chủ cũng ốp cho mình cái viền như thế ha, rất là kỹ nha. Lớp dự phòng còn mới 100% chưa sử dụng luôn. Đấy. Rồi, Tiền mở cốp cho các anh chị nhà mình cùng xem nha. Wow, khá là sạch đó. Hàng ghế thứ ba thì anh chủ đã gập lên như thế này ha. Nhà mình không đi full người thì gập ghế như thế này mình để được một khoảng để đồ rất là lớn nha. Anh chủ trải cho mình một cái tấm nhựa ha, phía trên để bảo vệ phần simili bên dưới nè. Và anh chủ cũng trải cho mình trải sàn simili trải thẳng ra phía sau cốp luôn, rất là kỹ nha. Ở đây nè. Đấy, những cái phần nhựa lấy đồ ra vô phần này là dễ bị trầy xước nhất, nhưng ở đây không một vết trầy xước các anh chị. Đấy. Rồi, đồ nghề thì được đặt bên này các anh chị nha. Con đội tay quay, đồ nghề thì còn khá là đầy đủ các anh chị ha. Đấy, từng hàng ghế thì đều có học gió làm mát cho mình rồi các anh chị. Innova thì thị trường ở xe cũ của mình cũng không có nhiều xe đâu các anh chị. Lác đác chỉ một vài xe thôi. Các anh chị nào mình ưng thì phải nhanh tay liên hệ Tiền để chốt sớm ha. Đấy, keo chỉ cốp nguyên zin, ốc cốp nguyên zin. Bên Tiền thì nó không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Trước khi lấy xe về phục vụ cho các anh chị thì bên Tiền đã được mấy anh kỹ thuật kiểm tra rất là kỹ rồi thì mới mang xe về nhá. Ghế da nè các anh chị, tông màu nâu và tông màu đen, chất da cùng rất là căng, rất là mới nha. Sàn simili trần là trần bọc ni lông cho mình luôn rồi, rất là kỹ nha. Đấy, có hộp gió làm mát hàng ghế thứ hai cho mình luôn nha. Rồi, bữa giờ các anh chị nhà mình mà có liên hệ Tiền tìm Innova thì hôm nay thấy được video này thì phải alo lại cho Tiền ngay và chuyển khoản đặt cọc ngay nha, vì dự kiến em này không có trụ qua khỏi một ngày đâu các anh chị, đảm bảo luôn á. Trong vài tiếng đăng lên thôi thì chắc chắn là sẽ có người đặt cọc rồi. Vô lăng này các anh chị,
Ở đây là vô lăng bọc da, anh chủ bọc cho mình thêm một cái bao da tay lái ha. Những nút bấm còn rất mới nha, logo cực kỳ đẹp, không trải xước cũng không có bị hao mòn gì hết ha. Rồi, nhìn đồng hồ giúp tiên nè, xe mình đi 63.728 km chuẩn các anh chị ha. Táp lô thì anh chủ có trải thảm cho mình nè, bên dưới cũng không có trầy xước gì hết nha. Dưới này thì tiền thấy có một cái màn hình zin theo xe, mà cái này còn chưa có tháo keo nữa nè các anh chị. Rồi, dưới này ha, cần số nè, cũng còn tương đối đẹp nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ nha. Các anh chị nào mình ở tỉnh xa, mình thích chiếc này mà mình chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được á, thì xem qua video chi tiết xe của Tuyền ngày hôm nay đi. Rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu để giữ xe ha. Mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị. Nếu mà lên xem xe á, đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết, đúng với những gì bên Tuyền làm video, thì các anh chị mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Đấy, nên đặt cọc trước khi lên xem xe để tránh những cái trường hợp mà anh chị ở khu vực tỉnh xa, khi mà lên tới nơi thì bên Tuyền đã nhận cọc xe này rồi thì lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha, chứ còn tiền thì không vấn đề gì hết. Rồi, ốc của nắp capo, keo chỉ capo này các anh chị nguyên zin nha. Ok, nhìn Tuyền phần khung xương này các anh chị. Đây, phần ốc chân đèn ha. Đó, rồi nhìn phần ốc máy giúp Tuyền luôn. Ốc áp nguyên zin, tem mát từ nhà máy vẫn còn nha. Cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy nha. Ok nha. Các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái ha. Còn nếu mà muốn chắc nữa thì cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị nha. Rồi Tuyền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Toyota Innova phiên bản 2.0e số sàn đời 2018 nha. Xe thì đi khoảng 63.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán em này với giá chỉ có 546 triệu thôi. Giá đây Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tuyền qua số bên điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Khi đi xem xe thì liên hệ Tuyền đi, thì sẽ chỉ đường để các anh chị nhà mình đi cho dễ dàng hơn nha. Còn các anh chị nào mình ở tỉnh xa thì bên Tuyền vẫn có dịch vụ là hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nha. Hỗ trợ các anh chị nhà mình là ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn, nên là các anh chị không có mất mát thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Bảy chỗ thì hiện tại bên Tuyền cũng còn rất nhiều xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn. Có Xpander nè, Toyota Rush, có XL7 các anh chị ha. Cao cấp hơn thì có Santa Fe, có Sedona, có cả Fortuner nữa. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì liên hệ Tuyền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tuyền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Đừng quên cho Tuyền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới ha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.